Chị có thể dịch giúp em 4 câu này để em động viên bản thân mình được không? Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng, chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng. Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng tìm được vinh quang thành vì sao sáng. Mình cũng rất là thích 4 câu này. Mình nghĩ đây sẽ là một cái caption rất là ý nghĩa để động viên bản thân nếu như năm vừa qua của chúng ta chưa thật sự thành tựu như mong muốn. Chẳng sao đâu nếu dùng cho Quỳnh cấu trúc no worries if và sau đó là một mệnh đề. Huy hoàng Quỳnh sẽ dùng động từ là shine, tỏa sáng. Còn không vững vàng có nghĩa là chúng ta vẫn đang phải đấu tranh gồng gánh, cho nên Quỳnh dùng động từ strive, if we still strive. Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng dùng cho Quỳnh cấu trúc is cộng tính từ cộng to verb, làm cái việc gì đó như thế nào. It's not always easy to survive. Survive là tồn tại, là đấu tranh. Tìm được vinh quang thành vì sao sáng, ở đây hiểu là làm cho cái vinh quang của chúng ta tỏa sáng. Vinh quang là glory và tỏa sáng là shine bright. No worries if we haven't shined. No worries if we still strive. It's not always easy to survive and to make our glory shine bright.